Chúng ta sống dưới rất là nhiều sự kỳ vọng, và chính những cái kỳ vọng đó làm chúng ta quên mất đi mình là ai, mình muốn gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc trong cuộc sống này. Một cái đầu lạnh sẽ giúp chúng ta không đánh mất bản thân mình. Một cái đầu lạnh sẽ không quá quan tâm tới những chuẩn mực xã hội, không quan tâm tới những áp lực con số, mà chọn lọc ra để tìm ra được giá trị đích thực cho bản thân. Là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời, dù cô đơn vây quanh luôn soi theo mình em. Đừng để áp lực đồng trang lứa nhấn chìm cậu. Đã bao giờ cậu cảm thấy mình rơi vào tình trạng áp lực đồng trang lứa, peer pressure chưa? Đó là khi mà cậu thường xuyên bị hoặc là tự mình so sánh với người khác, mất động lực học tập, cảm thấy thiếu tự tin, năng lực của bản thân kém cỏi. Nếu cậu đang ở trong tình trạng này và chưa biết làm cách nào để vượt qua, thì tớ có một lời khuyên cho các cậu như này. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Trên thế giới này, mỗi người là một cá thể độc lập và cậu không cần phải giống ai cả. Cậu không cần cố gắng để trở thành một ai đó, không cần cố gắng để trở thành người này, người kia, không cần. Hãy là chính cậu, là chính bản thân cậu thôi. Một cá thể đích thực, một cá tính riêng biệt, thế là đủ rồi. Bởi vì cá tính tạo nên sự đa dạng, và cá tính cùng sự đa dạng là hai thứ quý giá nhất trên đời này. Cậu hoàn toàn có thể làm mình nổi bật và được công nhận thông qua chính những thế mạnh của bản thân, chứ không phải chạy theo xu hướng để hòa tan chính mình. Nếu như không có tài năng thì mình sẽ dùng sự cần cù để chiến thắng cái gọi là thiên tài. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Đời người rất ngắn ngủi và không có khoảng trống nào cho nỗi sợ và lo lắng. Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Đừng nói tôi không thể, cũng đừng nói rằng tôi sợ. Hãy can đảm một chút, tớ biết là cậu có thể làm được mà. Thi cử, điểm số, tên trường không đủ để định nghĩa con người bạn. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi hành trình gồm nhiều đích đến. Nếu bạn không thể đến được một cái đích nào đó, thì chính bạn phải là người đủ tin tưởng, yêu thương bản thân và hiểu vị thế hiện tại của mình đang đứng ở đâu để tái lập lại ngay một mục tiêu mới, để bước tiếp cuộc hành trình thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn phía trước. Bấy lâu ta không nói nhau một câu nào. Một vị bác sĩ nói với mình rằng họ nỗ lực hết mình không phải để nhận một khoản tù lao hậu hĩnh hay để được cả xã hội vinh danh. Họ nỗ lực vì họ muốn cứu sống bệnh nhân của mình. Và chúng ta cũng vậy, khi có một động lực đủ lớn thì mọi sự nỗ lực đều là vô giá. Cuộc đời có vô vàn cách sống, liệu bạn có đang thực sự sống cho chính mình hay chưa? Định kiến xã hội và những áp lực từ môi trường xung quanh sẽ đè bẹp bạn, áp đặt bạn và khiến bạn đánh mất đi chính mình. Điều đó giống như ta được sinh ra trên đời nhưng lại sống cuộc đời cho người khác vậy. Thế thì thật phí hoài phải không? Sức mạnh nội lực của chúng ta sẽ lên tiếng và trỗi dậy khi ta nói với nó rằng ta muốn được sống cuộc đời của mình, ta muốn được làm điều ta thích, ta yêu, và chúng ta hiểu điều gì khiến mình hạnh phúc.
Từ hôm nay, hãy đối diện với chính mình và phát triển những gì chúng ta đam mê nhé. Cả thế giới có thể bỏ rơi cậu, nhưng cậu không được từ bỏ chính mình. Cả thế giới đều có thể bỏ rơi cậu, coi thường cậu, nhưng cậu nhất định là phải tìm được điểm sáng, thế mạnh trên người mình. Cậu phải biết rằng cậu chắc chắn có điểm mạnh nào đó. Có thể cậu học chậm hơn người khác một chút, tiếp thu kém hơn người khác một chút. Vậy thì đã sao nào? Điều đó không có nghĩa là cậu là một người kém cỏi, cũng không có nghĩa là cậu làm chuyện khác cũng không xong. Cậu rất tỏa sáng và cậu luôn luôn tỏa sáng. Cậu nhất định phải tìm được ánh hào quang thuộc về mình và tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng mình nhé. Một thói quen nguy hiểm hủy hoại bộ não của bạn. Lười suy nghĩ. Khi gặp một vấn đề khó chúng ta hay khó quá bỏ qua. Ngày em được thôi, giải trí một xíu, nghỉ mệt một xíu. Và thậm chí là ngày hôm nay một phần cũng không hẳn là hoàn toàn lỗi của các bạn, mà do sự phát triển quá nhanh của công nghệ. Chúng ta được lớn lên trong một cái văn hóa tiêu thụ content nhanh. Cái gì cũng nhanh gọn hết, chỉ cần một phút là các bạn đã quyết định xem là ồ, cái này thích hay không thích, cái này muốn hay không muốn rồi. Thậm chí ngay giờ em coi một cái bộ phim, thôi cho em biết kết quả luôn đi, mình coi cái gì cái dạng review ngắn đó. Chỉ cần 5 phút là biết toàn bộ diễn biến như thế nào, những đoạn drama, những đoạn kịch tính, những đoạn cài cắm. Mà lâu dần nó làm cho bộ não của mình không có quen để chìm sâu vào một việc gì đó. Nên một cái tip nhỏ dành cho các bạn trong phần này, học lại. Cứ làm đi, làm đại đi, cũng có cái gọi là thất bại. Hay cứ yêu đi, cũng có cái gọi là đau khổ. Chứ còn hơn là cuộc sống bị nhạt tới mức không có gì hết trơn để người ta nói. Không, cái đó mình sẽ rất là tiếc đó. Mình nghĩ là có nhiều thời điểm mình tiếc ghê, mình không quậy. Khi mà chúng ta vẫn còn đang ngày ăn cơm ba bữa bố mẹ nấu, thảnh thơi có thể là sáng đi học, chiều đi làm thêm rồi về nhà nằm lướt TikTok, thì mấy đứa bạn cùng lớp đã gần như được định nghĩa là chạm đến thành công rồi. Rồi bạn bè trong lớp đua nhau học, được học sinh giỏi này, được học bổng này, học bổng nọ này, đi học thêm đủ thể loại từ năng khiếu, đàn hát, vẽ vời, xong rồi lại có đứa làm hot TikToker kiếm được đấy. Có bạn nào dễ bị tổn thương bởi những lời nói tiêu cực của người khác không? Bản thân mình cũng từng là một người như vậy và mình biết cảm giác đó tệ đến mức mình có thể khóc nức nở ngay lúc đó luôn. Nhưng rồi mình nhận ra bản thân mình đang là một giá trị. Chỉ bản thân mình mới có thể hiểu được mình đang muốn gì và cần gì thôi. Khi người khác yêu bạn, bạn cũng có thể nghi ngờ tình yêu của người đó. Nhưng khi bạn tự yêu chính mình, bạn sẽ không phải nghi ngờ điều gì vì bạn đang biết rõ bản thân mình đang thật sự như thế nào. Vậy tại sao lại phải phụ thuộc cảm xúc của mình lên những lời nói tiêu cực đó đúng không? Và hãy xem bản thân mình là một nghệ thuật và yêu tác phẩm đó nhiều hơn nha. Dù sao thì cũng phải ăn cho thật là đau. Chưa làm, nhưng không hẳn là không làm được đâu. Cậu có nhớ không? Người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Nói cái gì vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng như trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục. Không có gì ma thuật ở đây.